Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng phong hải quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngầm chi ngoại tác giả Nhĩ Căn, chương 612, đàn tình thăng tiến nguyệt. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi tàu hỏi audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chương trình. bên trong nghịch quyệt điện giữa mấy vạn thần tượng hứa thành bước ra mặc dù không có khí thế gia trì nhưng lời hắn nói tựa như là phong bạo quét ngang khắp nơi chúng thần bốn phía lập tức chú ý thay lạc đại sư bên đó từ nước mắt nhìn hứa thành lạnh nhạt mở miệng nói sao đâu có như bỏ đi lão phù cho ngươi một bài học là tốt rồi hy vọng sau này ngươi trải qua chuyện ngày hôm nay có thể trầm tâm chớ có nghiên cứu bảng môn tà đạo nữa nói xong thanh lạc đại sư bỏ qua hứa thành nhấc tay phải lên lò đan trên đỉnh đầu bay xuống trong lòng bàn tay theo lão vung lên một khối đan dược từ trong lò đan kích xạ ra trôi nổi giữa không trung đan này giống như thủy tinh tự động xoay tròn tàn mát ra tương sự ánh sáng thô không ngừng vườn quanh toát lên vẻ rất tuyệt mỹ nhất là tầng ánh sáng long lành óng ánh khiến cho viên đan dược này nhìn như là bảo đan vậy trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong đan dược có lượn lờ sương mù tựa như ẩn chứa ở bên trong tiên cảnh cực kỳ không tầm thường lấy tạo nghệ của hư thành đối với đan đạo lúc này liếc mắt nhìn qua cũng cảm nhận được đan này siêu phàm đồng thời cũng đã có nhận thức đối với đan đạo của vị thánh lạc đại sư này hoàn toàn chính xác có đủ đại tài hứa thành lầm bầm trong lòng mà mọi người chung quanh ở đây sau khi thấy được đan dược cũng đều truyền ra tiếng kinh hô trong đó thế mà là đan dược cái này rõ ràng chính là bảo đan mà không ngờ tạo nghệ của đàn đạo thánh lạc đại sư rõ ràng tiến bộ hơn đạt tới trình độ như vậy tên kinh hồ càng ngày càng nhiều thật sự là nếu chỉ nhìn từ phẩm chất bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được chỗ kinh người của viên đan dược ấy mà bây giờ mà tùy tùng ở bên người thánh lạc cũng đi ra trong mắt toát ra vẻ kinh ngưỡng lớn tiếng mở miệng nói chưa vì đạo hữu chắc hẳn mọi người đều biết được đan dược thượng phẩm tất cả đều chú ý tới hoàn mỹ và lại càng thêm tinh luyện thì sẽ trân quý sau khi đạt tới cực hạn thiên đạo vọng cổ sẽ bàn cho quang mang mà viên đan này của thánh lạc đại sư đã dẫn động quang mang lời của gã nói vừa ra âm thanh kinh hô cùng với xôn xao chung quanh càng lớn hơn từng ánh mắt nhìn về phía đan dược đó bên trong ẩn chứa sự khát vọng trong khoảng thời gian ngắn lời nói khen ngợi liền hiện lên được khắp nơi lúc này ngay cả những người tùy tùng ở bên cạnh hứa thành cũng đều trột dạ từng người hai mắt nhìn nhau bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin đối với đan cửu đại sư nhưng theo thánh lạc mở miệng nói sau khi ăn đan dược dùng thuốc dẫn gió trắng mấy năm sau sẽ chết bất tắc kỳ tử cái này để cho trong lòng bọn họ dao động bây giờ lại thấy loại đan dược gần như là bảo đan này cho dù là bọn họ có nhiều lòng tin hơn nữa đối với đan cửu nhưng vẫn là xuất hiện thêm sự do dự mà trong lúc mọi người kinh hô thì tứ điện chủ ở trên bầu trời cũng thay đổi sắc mặt nhà gật đầu nói đấy xác là một viên bảo đan thánh lạc đại sư đan này có thể sản xuất hàng loạt hay không đối mặt với lời khen ngợi của mọi người cùng với tứ điện chủ trên mặt của thánh lạc nở nụ cười cúi đầu về phía tứ điện chủ tứ điện chủ đan này tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt thiện tứ điện chủ mỉm cười Tinh lạc đại sư thỏa mãn trong lòng quay đầu nhìn đứa thành mặt không biểu cảm lạnh nhạt mở miệng nói đây chính là bài học đầu tiên ta dạy ngươi nhớ kỹ đời đan tu chúng ta nghiên cứu dược đạo mới là chỗ cố chấp của bản thân tu hồi chút côn vặt của ngươi đi tu hồi tâm ý bất chính của ngươi đi nói cách khác trong lòng không có quang mang đan dược luyện chế cũng không thể nào có ánh sáng mặt trời theo ngôn từ mang đầy sự dân dạy của Thánh Lạc Đại Sư truyền ra, mọi người chung quanh nghe vậy thì đều nhìn về phía hứa thành, thần sắc khác nhau, có lắc đầu, có xem thường, có cảm khái, có phẫn nộ. Hứa thành không nói gì, chỉ lấy ra giải chú đàn từ chết người của mình, vợt tay khiến cho nó trôi nổi nên giữa không trung. Đàn dược này thoạt nhìn đen xì xì, không có bất kỳ chỗ Úc thần kỳ nào. Trong những người chung quanh, có người không nhịn được mà bật cười. <cười> Đây là nắm đất hay là đàn dược thế? chỉ có vậy thôi à trong khi chung quanh truyền ra từng tiếng chế nhạo hứa thanh bấm niệm pháo quyết điểm một chỉ tan dược lập tức truyền ra âm thanh ken két lớp vỏ ở bên ngoài liền vỡ vụn trong khoảnh khắc sau đó theo từng lớp tầng ngoài màu đen thoát ly vô tận ánh sáng như bài sơn đào hải bất ngờ bùng nổ về khắp nơi quang mang vạn trường vô cùng vô tận giống như là ánh dạng đồng phủ xuống mở ra một mảnh hy vọng cho thế giới này mỗi một đạo ánh sáng trong đó đều giống như cầu vồng rực rỡ tươi đẹp vô cùng nhiều chiếu rọi khắp cả bầu trời khiến cho cả bầu trời tràn đầy tương hoa, tung bay trên đại địa khiến cho thân núi được điềm lành bao phủ từ xa nhìn lại giống như lấy đan dược này làm trung tâm tạo thành một quang hải không ngừng khuếch tán về chung quanh cuối cùng hóa thành vẻ rực rỡ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tu sĩ bên trong nghịch quyệt điện chú ý đều thất thần mà lúc này hai viên đan dược ở giữa khung trung phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra chênh lệch cực lớn với nhau Đàn dược của hứa thành quang mang vạn trưởng mà đàn dược của thánh lạc đại sư lúc đầu vốn có chút ánh sáng nhưng bây giờ đã bị hoàn toàn bao phủ bình thản chẳng có gì lạ nếu không cẩn thận nhìn sợ là cũng mất đi ý, ý nghĩa tồn tại cho đến một lúc lâu sau mới có âm thanh hít sâu vang vọng tiếp theo là càng lúc càng nhiều rồi liên tiếp cuối cùng từng tiếng là thất thanh trong đám người xô trào thiên đạo bàn cho quang mang vô tận quang mang như vậy đây chẳng phải là vô thượng đàn mà thánh lạc đại sư trước kia đã từng nói qua sao rõ ràng thật sự là có loại đan này ta nhớ rõ chỉ có đan dược chứa vận khí cùng với hội tụ hy vọng của chúng sinh mới có được thiên đạo nhận thức giao và ban cho quang mang như vậy trong lúc mọi người kinh hồ và không thể nào tin thanh lạc đại sư đứng ở chỗ đó kinh ngạc nhìn đan dược của hứa thành trong mắt lộ ra vẻ khó tin Á à, miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại càng cái gì cũng không nói lên lời cùng lúc đó tứ điện chủ ở giữa cung trung biến thành thần chỉ ngàn trượng chật đứng lên trực tiếp nhìn qua đan dược phía dưới sắp mặt tách đổi cho đến khi ngực cũng phập phồng đan cửu đại sư đan này chính là giải chú đan đây là lần đầu tiên ông ta nói chuyện với hứa thanh, cũng là lần đầu tiên tăng thêm hai chữ đại sư mà ý nghĩa từ trong miệng của ông ta nói ra cũng không giống như vậy hứa thành nghe vậy thì nhẹ gật đầu cùng lúc đó nơi đây kích động nhất là những người tùy tùng của hứa thành kia vô luận là đại hán hàng xóm hay là tên lục nhãn hoặc cả những người khác trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động tất cả dao động tâm thần suy nghĩ do dự lúc trước của bọn họ đều bị sự kiên định và phấn khởi thời khắc này hoàn toàn thay thế nhất là tu sĩ lục nhãn lúc này ra sức hô to đàn cửu đại sư đức cao cửu tiên đàn phục thập hải tạo phúc trầm giới thiên thu vạn tái lời này vừa truyền ra liền khiến cho sự kích động bên trong đội tâm của tùy tùng đi theo hứa thành ở bốn phía cũng đều tuôn ra toàn bộ đều hô to mặt thấy như thế mấy người tùy tùng ở bên thánh lạc đại sư có chút trộn dạ mở miệng nói à, tuy rằng tầng ngoài của đoan dược trông cũng đẹp mắt nhưng mà dù sao thì cũng là vật ăn vào cho nên dược hiệu mới là trọng yếu nhất à, không sai giải nạn đan của thanh lạc đại sư có hiệu quả gấp đôi giải nạn đan nguyên bản mà tác dụng phụ cực thấp loại đan dược này mới là lương đan khiến cho chúng ta giảm bớt đau khổ của nguyên rủa trong lúc lời nói của bọn họ vang vọng bấy giờ thanh lạc đại sư cũng thở sâu đè xuống chấn động trong lòng lão phức tạp nhìn hứa thành ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có trầm giọng mở miệng nói giái nạn đan của lão phu ăn một viên có thể khiến cho đau khổ nguyền rủa chỉ hoãn ít nhất sáu mươi năm nói xong lão nhìn về phía hứa thành như lâm đại địch mọi người ở bên trong nghịch quyền điện nghe vậy thì cũng đều đồng loạt thanh tình từ bên trong khiếp sợ do quang bàng từ đan dược của hứa thành lúc trước dẫn tới dẫu sao quả thật đan dược là vật ăn vào giờ khi ông mới là trọng điểm bây giờ nghe giới thiệu thì trong mắt của mỗi người đều lộ rất kỳ bằng Hứa Thành không quan tâm tới ánh mắt của Thánh Lạc trong lòng. Hắn nhìn giải chú đan của mình, bình tĩnh mở miệng nói. Vĩnh viễn giảm xuống một thành nguyên rùa. Âm thanh của Hứa Thành không cao, nhưng lại giống như là lôi đình, âm âm nổ tung ở bên trong tâm thần toàn bộ chúng tu nghịch nguyệt điện. Bên trong nghịch nguyệt điện, lập tức lạnh ngắt như tờ. Tâm thần của nhiều người giúp chuyển tức cực hạn. Cho dù bọn họ lúc trước đã có chỗ suy đoán đối với giải chú đan, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Hứa Thành, trong lòng vẫn bày lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi cảm thấy tất cả đều vô cùng không chân thật mà thánh lạc đại sư chỗ đó nghe vậy thì ánh mắt gương tụ mạnh mẽ nhìn về phía đan dược cửa thành vào thời khắc này trong lòng của lão ta đang có sóng lớn ngập trời nhưng nhận thức nhiều năm khiến cho đầu óc của lão nhanh chóng phán đoán sau đó trầm thấp nói rằng không thế nào trừ khi là ẩn chứa tác dụng phụ cực lớn khiến cho người ta sau khi ăn vào không dùng được mấy ngày sẽ trực tiếp bất đắc kỳ tứ mà chết. Hứa Thành nhìn Thánh Lạc, lạnh nhạt mở miệng nói, không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Tâm thần của mọi người một lần nữa chấn động, thân thể của Thánh Lạc lao đảo một cái, nhưng trong mắt vẫn là vẻ chất vấn mãnh liệt như trước, nhìn chăm chăm Hứa Thành. Nói bậy, chẳng lẽ ngươi là thần tứ Hồng Nguyệt? Thần tử cũng không làm được điểm này, chẳng lẽ ngươi là thần linh? Buồn cười, thật buồn cười từ một lần sẽ biết thần xác cửa thành từ đầu đến cuối đều bình tĩnh lúc này sau khi truyền ra lời nói hắn nhìn mọi người bốn phía các người ai tới mọi người nơi đây từng người do dự trong lòng mà thánh lạc đại sư thì cười lạnh sau khi ăn tay họa ngầm cực lớn lời của lão vừa nói ra mọi người càng thêm do dự ngay cả đại hán hàng xóm cũng không dám tùy tiện đi ra nhưng vào lúc này một âm thanh bén nhọn vang lên khắp chung quanh để ta tới mọi người đồng loạt nhìn lại chỉ thấy một tượng thần lục nhãn ngạo nghễ đi ra từ trong đám người đến trước mặt hứa thành cung kinh cúi đầu lớn tiếng mở miệng các người do dự đối với đan dược của đại sư rõ ràng cho thấy không thành kính nhưng ta thì khác ta vững chắc tin tưởng đại sư viên đan này để ta tới ăn trong lòng hứa thanh cổ quái đưa mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện mà lúc đó ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người đội trưởng sau đó đại hán hàng xóm cũng chợt lao ra lên tiếng mở miệng đại sư ta nguyện thử đan lúc đầu ta nghe vô thượng đạo âm từ lão nhân gia ngài suốt hai tháng đây là duyên vật mà sau đó ta cũng lại là người mua đầu tiên đan dược của ngài là người thứ nhất ăn vào mỗi lần ta đều là người thứ nhất lần này cũng không ngoại lệ kính xin đại sư thành toàn đại hán hàng xóm ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía hứa thành với thần sắc thành khẩn gã đã thật sự tín nhiệm. Lục nhãn nhìn qua có chút bất mãn, hứa thành trầm ngâm rồi vung tay lên, lập tức đan dược bay thẳng về phía đại hán hàng xóm. Hắn không cho đội trưởng, bởi vì trên người của đội trưởng quá nhiều thứ đồ lộn xộn. Hứa thành lo lắng xuất hiện một chút phản ứng không tốt. Đại hán hàng xóm giơ tay tiếp được, cầm lấy đan dược, thở sâu và trong mắt kiên định. Cuối cùng dưới vạn chúng chú mục, dưới thánh lạc đại sư cùng với tứ điện chủ trên bầu trời đều tập trung toàn bộ tinh thần chú ý gã đặt đan dược ở bên miệng rồi nuốt vào sau một khắc tứ điện chủ ở trên bầu trời giơ tay lên cách không trả một cái thân thể của đại hán hàng xóm lập tức bay ra đến giữa không trung được lực lượng của tứ điện chủ bao phủ và gia trì cho gã cũng có thể để mọi người cảm giác được rõ ràng hơn chỉ thấy thân thể của đại hán đầu tiên là run rẩy mồ hôi đổ đầy trán thân sắc thống khổ nhưng ngay khoảnh khắc sau đó theo toàn thân của gã lập lòe ra quang mang Tương trận chất lỏng màu đen chảy ra từ trên thân pho tượng của gã chất lỏng này tỏa ra mùi hư thối vào lúc tràn ngập khắp bát phương thân thể của đại hán chấn động mạnh một cái ánh mắt mở ra lộ ra vẻ rung động không thể nào tin được lầm bầm nói nguyên ruột của ta giảm bớt một thành lời của gã vừa ra bên tai toàn bộ mọi người ngồi quyệt điện nổ vang từng người run rẩy trong mắt lộ ra về điên cuồng nhưng vẫn là mang theo chất vấn đồng loạt nhìn tứ điện chủ tứ điện chủ hai mặt nhắm nghiền và lúc mọi người chờ đợi trong căng thẳng lo lắng công yên tứ điện chủ mở đôi mắt ra từng bước một từ bầu trời đi xuống cho đến khi đi tới trước mặt hứa thành ánh mắt của ông ta thâm sâu nhìn hứa thành một lát sau tứ điện chủ chắp tay lấy thân phận tôn quý mà cúi đầu về phía hứa thành đại sư minh đức trí thiện công đức vô lượng Lời này vừa ra, giống như lôi đình vạch phá thiên địa, một truy định tất cả. Bên trong nghịch nguyệt điện, toàn bộ tượng thần, từng người đều kịch liệt lắc lư. Trong khoảnh khắc đó, tất cả do dự trong lòng đều tan thành mây khói. Tất cả chất vấn đến cỡ nào lúc trước, bây giờ thì cuồng nhiệt đến cỡ nào. Vô tận chờ mong và kích động tràn ngập tinh thần của bọn họ, cuối cùng hóa thành vô số tiếng hô, sôi trào dựng lên bên trong nghịch nguyệt điện. Lúc này, Hứa Thành đã trở thành tinh thần phát sáng duy nhất ở nơi đây. Trường 613, ta và người vẫn đồng hành. Trong đám người, Thanh Lạc Đại Sư ngơ ngác đứng ở chỗ đó, nghe mọi người bốn phía hoan hồ, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoàng hốt. Thật là có thể, giảm xuống nguyên rúa. Thanh Lạc lầm bẩm nội tâm dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt, cho dù tới bây giờ, dẫu tứ địa chủ đã nghiệm chứng đối với điều ấy, nhưng lão vẫn có chút không tin được bởi vì từ xưa đến nay không ai có thể làm được điểm này về phần lão có thể cải tiến giải nạn đắn, bản thân việt này đã rất khó rồi họ phi tâm huyết ca nửa đời người của lão càng nghiên cứu rất nhiều cổ tịch về quyền rùa còn sót lại của cổ nhân bấy giờ mới làm được mà hiểu rõ với quyền rùa lão lại càng biết rõ muốn giảm xuống vĩnh viễn chỉ có thần tích mới được ngay lúc tâm thần của thánh lạc nơi đây bốc lên hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẫm hứa thành đứng ở cách đó không xa nhìn lỡ một cái vùng tay phải lên một viên giải chú đàn bay thẳng đến phía thánh lạc thánh lạc sững sờ theo bản năng tiếp nhận và nhìn hứa thành những người khác cũng đều đồng loạt nhìn lại tâm tư khác nhau nhất là những tùy tùng theo thánh lạc đại sư thì bây giờ trong lòng đắng chát bọn họ hiểu rõ tiếp theo ắt sẽ không thiếu những lời nhục nhã nhưng hứa thành không phải hắn bình tĩnh nhìn thánh lạc bình thản mở miệng nói thánh lạc đại sư ta và người đều tu đan đạo cho nên chúng ta càng hiểu rõ bên trong tiếng nguyệt đại vực người chủ tu đan đạo như chúng ta trong lòng đều có một mộng tưởng lúc người ta tu hành chúng ta đang nghiên cứu nguyền rùa lúc người khác hưởng lạc chúng ta đang nghiên cứu cổ tịch bởi vì chúng ta muốn cười bỏ nguyền rùa dù là không giải được cũng phải ghi chép nghiên cứu của mình lại lưu lại cho hậu nhân đặt hy vọng cho đời sau đây là sứ mệnh của đàn tu ở bên trong tế nguyệt đại vực ánh mắt hứa thành bình thản hắn thật ra cũng lý giải thánh lạc trong lời nói không có bất kỳ ý mỉa mai nào thân thể của thánh lạc chấn động nhìn qua hứa thành mở to miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không đến lời hôm nay tâm thần của lão chấn động rất nhiều lần rồi mà ngay từ đầu là tự ngạo tiếp theo là chấn động mà sau đó là chất vấn và không cam lòng nhưng bây giờ đủ các loại cảm xúc giao hòa cùng một chỗ hóa thành một cỗ đồng đậm phức tạp bởi vì lời nói của hứa thành đã nói ra tiếng lòng của lão thật sự lão ưa thích giành lợi nhưng ở phía sau cái ưa thích đó quả thật là lão cũng có một giấc mơ của mình thánh lạc đại sư viên đan này đưa cho người con đường hóa giải quyền rùa một người như ta khó có thể đi đến cuối cùng chúng ta cùng nỗ lực hứa thành chắp tay xoay người cúi đầu thánh lạc có thể cảm nhận được sự chân thành của hứa thành sự chân thành này khiến cho trong lòng của lão ngũ vị tạp trần suy nghĩ cuồn cuộn nổi lên niềm xấu hổ mà tùy tùng bốn phía của lão cũng toàn bộ thay đổi sắc mặt trong lòng của từng người trong mối cảm xúc ngổn ngang tứ địa chủ trên bầu trời cũng gì nữa thanh nhiều thêm vài lần trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính dĩ nhiên đồng ta có thể thấy được ngôn từ của vị đan cửu đại sư này cũng không phải là hư giả thật sự là ý nghĩ như vậy thanh lạc thở sâu bây giờ thần sắc nghiêm nghị đi ra vài bước nhìn hứa thành chắp tay cúi đầu Đàn cứu đại sư lúc trước là lão phu Ê... Thánh lạc lắc đầu một lần nữa cúi đầu hứa thành gật đầu không nói thêm nữa mà quay người đi về phía điện thờ của mình thật ra hắn cũng không thích cái loại cục diện vô cùng nhiệt tình này nếu không phải lúc trước thánh lạc bên đó cố ý tìm chuyện hắn cũng không sẽ không cao điệu như vậy lắc mình một cái hứa thành trở về tới điện thờ cũng giống như ngày bình thường hắn lấy ra 10 viên giải chú đan đặt ở bên trong quang đoàn trong biếu thờ rồi lại lựa chọn trở về trước khi đi hắn cũng hoàn thành hứa hẹn cho mỗi người tùy tùng của mình một viên giải chú đan hắn rời đi cũng không để cho tâm tình kích động của mọi người trong nghịch nguyện điện hạ nhiệt thật sự là việc nguyên rùa giảm xuống căn bản chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử của tế nguyệt đại vực mà câu đối thoại cuối cùng giữa đan cửu cùng với thánh lạc đại sư bố cục lộ ra trong đó càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng cho nên rất nhanh mọi người bên trong nghịch quyệt điện đều mang theo nội tầm kinh ý đi vào trong biếu thờ hứa thành xem xét giá cả giải chú đàn cái giá tiền này càng khiến cho sự tôn kính trong lòng của tất cả mọi người đậm thêm không khác quá nhiều cùng với giá bán giải nạn đàn lúc trước đều là cần một chút thảo dược và một chút tài liệu cổ tịch đây mới chân chính là đại sư không biết là ai sau khi nhìn xong giá cả thì than nhẹ một tiếng vang vọng trong lòng toàn bộ chúng tù ở nghịch nguyệt, nguyệt điển danh tiếng của đan cửu bắt đầu từ thời khắc đó càng ngày càng xâm nhập bên trong tâm thần của nghịch nguyệt điển có thể tưởng tượng được theo hứa thành tương lai lần lượt xuất gia đan dược lúc người ăn được đan dược của hắn càng ngày càng nhiều thì loại xâm nhập nhân tâm này sẽ khắc vào linh hồn hứa thành cũng có chỗ do dự đối với điều này nhưng mà cũng không chú ý quá nhiều. ăn trở về tiệm thuốc và đặt trọng tâm ở trong việc nghiên cứu kim ô. Hắn vẫn luôn cân nhắc bản chất công pháp hoàng cấp là cái gì, làm thế nào để có thể đào móc kim ô càng sâu hơn nữa. Nhưng mà đối với đầu mối có hơi xa vời, quá trình không quá thuận lợi, nhưng hứa thành cũng có thể cảm nhận được. Theo nghiên cứu của hắn, theo kim ô biến hóa nhiều thêm nữa, thời gian hắn kiên trì bên trong hoạt trầu rõ ràng còn tăng trưởng hơn một chút từ lúc bắt đầu lập tức tử vong, cho đến sau lần thứ bảy, hắn đã có thể kiên trì vượt qua sáu nhịp thở. Nhưng chỉ còn lại hai lần. Mấy ngày sau, sáng sớm hứa thành ngồi khoanh chân ở bên trong tiệm thuốc, mở mắt ra, khoai miệng trào ra máu tươi, lấy ra đàn dược nuốt vào. Sau đó trong lòng của hắn không thể khống chế mà dâng lên một chút khó chịu. Cảm xúc bây giờ rất hiếm thấy ở trên người hắn. Thật sự là thất bại cũng không coi vào đâu. Nhưng một khi hai lần tiếp theo vẫn không thể nào đạt tới trình độ mà bản thân mình hài lòng, thì lần thứ 10 hắn sẽ mất đi kim ổ Hắn có thể cảm nhận được ác ý cùng với tham lam của các đồng thượng nhân ở bên trong hạt châu đối với mình, càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như thật sự không được, cũng chỉ có thể dừng lại ở lần thứ 9. Vừa thành thở sâu, đứng dậy bước ra khỏi sau nhà, đi tới đại sành tiệm thuốc. Hắn muốn ra ngoài giải sầu vừa mới đi ra hứa thành đã thấy linh nhi đang tính toán ở đó tựa như đối với linh nhi mà nói sổ sách tính hoài không hết hứa thành cũng đã nghe chú ý qua việc này phát hiện niềm vui thú của linh nhi hơn phân nửa đều đặt ở trong việc lần lượt tính toán nhiều lần ninh viêm đang lau chùi lý hữu vì đang sắp xếp lại đan dược đội trưởng thì đang thủ vệ về phần ngô kiếm vô thì là đứng ở bên cạnh thế tử đang gầm thơ cho thế tử nghe già già tịnh nhãn thiên hạ lương nương môn hộ vệ mạc xương cuồng thế tử đang uống trà ngay vậy thì lướt mắt nhìn ngô kiếm vô nở nụ cười ngô kiếm vô nhanh chóng cúi người với vẻ mặt nịnh nọt sau đó ghé mắt nhìn đội trưởng của vụ ưu tinh nấu nước ở một bên trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ trong khoảng thời gian này rốt cuộc gã đã tìm được phương pháp nịnh nọt lão già già đó chính là mỗi sáng sớm ngâm thơ cho lão già già nghe ngày qua ngày dưới sự cố gắng của mình gã cảm thấy hiệu quả rất nổi bật bây giờ vừa mới nói xong gã liền nhanh chóng chạy thế cửa tiếp tục ngâm thơ trong bão cát hứa thành đã quen với tiệm thuốc thường ngày sau khi gật đầu về phía linh Nhi thì hắn ngồi ở bên cạnh thế tử Có đầu mối sao thế tử nhìn hứa thành con vẹt ở bên bờ vai ngạo nghễ nhìn qua hứa thành hứa thành lắc đầu tiền bối đến cùng thì công pháp hoàng cấp là cái gì hứa thành hỏi một câu đây là lần đầu tiên trong những ngày này hắn hỏi ý thế tử thế tử không nói gì mà ánh mắt truyền khỏi trên người hứa thành rơi vào chỗ trần nhị Nghiêu. hứa thành cũng tùy theo mà nhìn lại đội trưởng đồng ôm kiếm không quan tâm tới ánh mắt của hứa thành và thế tử gã quét mắt nhìn qua ngô kiếm vô phía ngoài trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này cũng lười so đó với hành vi âm dương quái khí của gã bây giờ nhìn chằm chằm u tinh quát tháo Ngày nào cũng đun nước Người cũng không đun ra được kinh nghiệm à Làm cái gì mà chậm chạp như vậy Người phải dùng miệng mà thổi Thân thể của U Tinh run lên Sự ẩn nhẫn của à đối với Trần Nhị Nghiêu Đã tức cực hạn À có lòng bùng nổ nhưng lại e ngại thế tử Vì vậy chỉ có thể cực kỳ phẫn nộ Ở trong đáy lòng Trong đầu không ngừng tưởng tượng Sẽ phành thầy xé xác cái tên Trần Nhị Nghiêu Chết tiệt kia như thế nào Một ngày nào đó Ta sẽ xé gã thành hai nửa một nửa đun nước để luộc, một nửa tạo thành viên thịt. Tiếp đó bỏ vào miệng hùng hằng nhắm nuốt. Vừa ăn, còn phải vừa cho cái tên cầu thí này kêu gào. Cuối cùng, nước sôi lại lấu như một lần nữa để làm canh để ăn. Đây là suy nghĩ mỗi ngày của U Tình, mà mỗi một lần nghĩ như vậy thì trong lòng của ả đều vô cùng thoải mái. Bấy giờ, trong lúc mọi người đang tiếp tục mặc sức tưởng tượng, thì đội trưởng hư lạnh một tiếng, Run cái gì mà giải Mỗi ngày chỉ biết run rẩy thôi Không phát hiện nước cũng đã sôi rồi sao Còn không đi pha trà cho lão già già Người nói cái bờ mông to lớn của ngươi Mỗi ngày đều phô ra trồng như vậy Giống như là quả đào tươi ngon lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta Người đang cầu dẫn ải đây Người có phiền hay không Ngày nào cũng là người ăn nhiều nhất Lời nói của đội trưởng vừa ra Ô tình chợt đứng lên Vào lúc tù vi sắp bộc phát Và trong mắt đỏ thẫm Thế ninh viêm ngồi trùm hỗm ở trên đất lâu sàn không kiên nhẫn nói rằng Nhưng nhịn một chút thân thể u tình một lần nữa run rẩy nhưng cuối cùng vẫn phải một lần nữa nhịn xuống sai theo ấm nước đi về phía thế tử để pha trà cho lão sau đó tức giận đứng ở bên cạnh hứa thành thế tử đổ trà nóng tới trước mặt hứa thành ngón tay chỉ một cái phía trên người ấy nói cho ta biết nước là cái gì tại sao phải nóng lên trà là cái gì Tại sao sau khi cho vào nước rồi, màu sắc sẽ thay đổi, mùi vị cũng khác nhau. Ánh mắt hứa thành gương tụ nhìn chén trà trước mặt. Đó là bởi vì... Cái này không trọng yếu. Thế tử cắt ngang, ánh mắt thầm sâu và giơ tay phải lên. Đặt mầm nhỏ lên trên mặt bàn ở trước mặt. Mầm nhỏ chập chờn nhu thuận hạ xuống một chiếc lá cây. Được thế tử tiếp được, sau đó đặt ở bên trong chén trà trước mặt hứa thành. Lá cây nhỏ kia trôi nổi ở bên trong nước trà, hơi lay động. Người có hiểu không? Hứa thanh trầm mặc nhắm mắt suy tư. Ninh viêm đang lau chùi cũng dừng lại, trong lòng cũng suy tư. Gã cảm thấy uẩn thần trì điểm vốn cực kỳ hiếm thấy, cho nên không muốn từ bỏ. Đội trưởng cũng là như vậy, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Còn có lý hữu phì thì lại càng như vậy. Sau một lúc lâu, thân thể hứa thanh bỗng nhiên chấn động. Mở hái mắt ra nhìn qua lá cây trong chén trà, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị bỗng nhiên đứng dậy tiền bối ta hiểu rồi hứa thành chắp tay cúi đầu hô hấp cũng có chút dồn dập ăn biết rõ vấn đề của mình cũng biết rõ đáp án bây giờ quay người đi thẳng đến sau nhà thế tử bìm cười khẽ gật đầu lão cảm thấy ngộ tính của hứa thành không tệ lắm hiểu chỉ điểm của mình đội trưởng mắt thấy cảnh này cũng hít vào một hơi một bộ mình cũng hiểu ninh viên bên đó thì trợn mắt trợn mũi đồng dạng cũng lộ ra thần sắc hoảng hốt hiểu ra bây giờ chỉ có con vẹt ở trên bờ vai của thế tử sừng sốt nhìn nước trào một chút lại nhìn qua phía trên lá cây cuối cùng quan sát mọi người trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt thấp giọng nói ra ra ăn hiểu cái gì vậy lão nhân ra ngài nói cái gì cùng với hắn đấy tại sao ta nghe không hiểu thế tử cầm lấy chén trà thần thức rồi lạnh nhạt nói ta nói cho hắn biết phải học được cách cùng tồn tại như trà và nước giao hòa lại với nhau cũng là tốt lại như mầm nhỏ đưa lá cây vào đó đây cũng là một loại buông bò và chọn lọc còn vẹt hiểu ra ninh viêm gật đầu đội trưởng tán đồng sâu sắc nhưng ở trong phòng sau nhà hứa thành khoanh chân ngồi xuống ăn đám chìm ở bên trong suy nghĩ của mình trong mắt lộ ra tình măng. bị chính đáp án của mình cảm ngộ trong đầu nổ vang lẩm bẩm nói nước và trà xen lẫn với nhau đây là biểu hiện của đại đạo quỳ nhất. Nhưng chúng sinh cũng có thể phản phát quy chân. Vạn vật đều có bản nguyên tồn tại. Thế cho nên thế từ chỉ điểm ta là bọn nó thật vẫn có thể phân tách ra. Như chiếc lá và mầm nhỏ chính là như vậy. Sau khi hạ xuống thì vẫn là bộ dáng của nguyên bản kia. Đây là đang nói cho ta biết. Bọn chúng vẫn là nhất thể. Lão nhận ra đây là để cho ta nghiên cứu cấp độ càng sâu hơn. Đi phóng đại và đào móc tận cùng để hiểu rõ kim ô lần lượt phân tách lần lượt bóc tách đi tìm đến bản quyền của kim ô ta hiểu rồi đây là bản nguyên công pháp hoàng cấp cũng là bản chất lúc trước ta nghiên cứu dài rồi ta không nên từ góc độ vĩ mô nhìn ra phía ngoài để biến hóa đáng lẽ ta phải xâm nhập vào phía trong từ mức độ vi mô sọc mặt thừa thành thay đổi gần đầu nhìn về phía đại sành trong lòng tôn kính đối với thế tử cũng mãnh liệt hơn mà trong hành lang thế tử đang thong dong nâng chén trả lên sau khi cảm giác khứa thanh lầm bầm bỗng dừng lại một chút vẻ mặt sững sờ rõ ràng hắn cảm ngộ ra cái quái gì thế nhỉ chương 614 bí ẩn công pháp hoàng cấp hứa thanh thở sâu cho mắt lộ ra quang mang kỳ dị trong lúc khoanh chân tâm thần lập tức đắm chìm vào bên trong kim ô của chính mình lần này hắn không đi truy tìm hay là thử cách biến hóa kim ô như trước cô không đi suy tư lai lực của kim ô cùng với những cái mặt trời trong trí nhớ kia tất cả đều bị hắn bóc tách ra khỏi suy nghĩ bên trong cảm giác của hắn bây giờ tất cả mọi thứ chung quanh và tất cả bản thân đều không tồn tại chỉ có kim mô lập lòe ánh lửa ở bên trong ánh mắt của hắn thân hình màu đen hỏa diễm tình mỹ trở thành thứ duy nhất của hắn thấy tỉ mỉ mà nói ngọn lửa này cũng là hư ảo không có ý nghĩa theo suy nghĩ trong lòng hứa thanh nổi lên hắn lập tức cảm giác trong kim ô hỏa diễm ở bên ngoài của nó lập tức ảm đạp bỗng nhiên trực tiếp dập tắt không còn tồn tại mà theo hỏa diễm tiêu tán thân thể hứa thanh run lên kim mô bị dập tắt lửa trường hợp này như vậy lúc trước chưa bao giờ tiến hành bây giờ toàn thân cảm nhận được cơn đau thấm vào đó là biểu hiện kim mô bị thương tổn do đó ảnh hưởng đến nguyên anh nếu như đổi thành lúc trước khi đến một bước này thì hứa thanh sẽ không tiếp tục thử nữa bởi vì hắn cảm nhận được hành động của mình nguy hiểm nhưng bây giờ đã có thế tử chỉ điểm hứa thành trầm ngâm tiếp tục đè xuống cảm giác thân thể không khỏe hắn, hắn nhìn kim mô đen nhánh giống như một con ô nhà thông thường ở trước mặt kim mô run rẩy cũng đang nhìn qua hứa thành hứa thành nhìn một chút rồi nhíu mày hắn cảm thấy hình dạng này của kim mô cũng có chút dư thừa vì vậy tâm niệm vừa động kim mô lập tức toàn thân run lên tất cả lông vũ trong khoảnh khắc tàn biến chỉ còn lại có thân thể trụi lùi mà cắn trả một bước này mang đến cũng càng lộ ra rõ ràng hơn hứa thành hô hấp dồn dập cưỡng ép nhịn xuống trực giác của hắn tự nói với mình rằng phương pháp lần này không sai vì vậy hắn liền hung hăng kiến rằng trong lòng hung ác trong khoảnh khắc sau đó kim môn nổ vang trực tiếp nổ tung ở trước mặt hứa thành hóa thành vô số huyết nhục hư ảo tư tán hứa thành phun ra bóng tươi nhưng thần thức và thời khắc này lại hội tụ và tập trung đến mức độ chưa từng có bao phủ về phía đoàn huyết nhục kia trong hiểu biết của hắn, đoàn huyết nhục này là do các loại sợi tơ có sắc thái giao hòa cùng một chỗ hình thành, tựa như một chùm đầy rối vậy, quấn quanh cùng một chỗ tạo thành tất cả các biểu tượng. Mỗi một sợi tơ trong đó đều ẩn chứa một chút linh tính chấn động. Hơi Thành cảm nhận được nguyên năng của bản thân mình ở bên trong, cùng với hỏa diễm của thiên hỏa hải, còn có hơn mấy trăm ngàn linh hồn chúng sinh. Đây đều là những thứ bị kim mô thôn phệ và hấp thu, tích lũy từ lúc phát triển cho đến bây giờ đây như là nước trà trong ví dụ hứa thành lẩm bẩm như vậy tiếp theo chính là phải tách ra toàn bộ vật chất ở bên trong ý chí hứa thành kẽ động huyết nhục nhanh chóng giảm bớt từng sợi tơ bóc tách ném qua một bên mà tiếng kim ô kiều diền thi thảm cũng theo đó mà văng vọng hứa thành phun dòng máu tươi nhưng ánh mắt cố chấp kiến răng tiếp tục theo thời gian trôi qua cả người của hắn tựa như nhập ma vậy quên mất tất cả ngoại giới trong mắt chỉ có kỳ mô không gần giảm bớt cho đến mấy ngày sau Đông đầy rối do những sợi tơ tạo thành đã thiếu đi chín thành còn sót lại chỉ có ba sợi một sợi là màu đen một sợi là màu đỏ một sợi là màu tím nước trà sắp hoàn thành phân tách vi mô rồi trong lòng hơi thành cuộn trào hắn cảm nhận được màu tím là nguyên anh của mình màu đỏ thì đại biểu cho hỏa diễm về phần màu đen là bản mệnh kim ô cũng chính là bản chất công pháp hoàng cấp biến thành. Thế từ chỉ điểm ta, cho dù là lá cây thoát ly, nhưng bản nguyên của nó vẫn là như cũ, vẫn là nhất thể, cho nên cho dù là phân tách như thế nào, thật ra cũng có thể khôi phục. Điểm này tuy là thế từ chỉ điểm, nhưng trong quá trình bóc tách, thì hứa thành có thể cảm nhận thấy được. Hắn cảm giác những sợi tơ do bản thân mình bóc tách kia cũng không hề tan biến, mà chúng đó vẫn còn tồn tại bởi vì có thiên ti vạn lũ cho nên hắn có tâm niệm vừa động sẽ bay trở về cái này cũng càng lúc càng chứng minh tính chân thật từ chỉ điểm của thế tử như vậy trước tiên ta tức đoạt đi ngọn lửa kia hứa thanh nghiến rằng Hồi tụ thần thức hút từng chút sợi tơ màu đỏ kia ra quá trình này mang cho hứa thanh đau khổ cực lớn mỗi một tấc đều khiến cho toàn thân của hắn run rẩy nhưng hứa thành cũng không bỏ qua mà vẫn kiên trì tiếp tục Mấy ngày sau, khi hắn vẫn đang thủy chung đắm chìm ở bên trong tu hành, thì không biết được trong 7-8 ngày này, theo hắn tu hành, thì bên trong tiệm thuốc đã có một chấn động không nhỏ. Ở chỗ sau nhà của hắn tràn ngập linh lực chấn động cuồng bạo tới tột cùng, hóa thành từng sợi tơ vô hình, không ngừng vung vẩy về khắp bát phương. Những nơi đi qua, liên tiếp chuyển đến từ âm thanh đổ vang. Thân thể của hắn toàn bộ đều là máu tươi, quần áo đã bị đốt cháy, đồ đằng kim mô ở trên thân thể đang kêu rên, Đồ đằng này mỗi một nơi đều đang chảy máu Trong những điều ấy Vẫn không coi vào đâu Trong mấy ngày này thì khí thức của hơ thành Càng thêm mạnh mẽ Khi thì đột nhiên bùng nổ chấn động khủng bố Khi thì sinh cơ lại lập tức tàn biến Mơ hồ trong đó Trong cơ thể hình như Có một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố Đang thức tỉnh Lực lượng này giống như là bị thiên đạo không cho phép Bị đại lục vọng cổ này bất dung Vì vậy ở bên ngoài tiệm thuốc trên bầu trời của khổ sinh sơn mạch ở trong bảy tám ngày qua thiên địa biến sắc gió dục mây vần âm thanh lôi đình giống như gào thét liên tục vang vọng toàn bộ chúng sinh khổ sinh sơn mạch đều bị chấn động không biết đã xảy ra chuyện gì mà lôi đình trên bầu trời giống như đang truyền ra lời nói nào đó mà người ngoài không nghe hiểu có thể nghe hiểu hầu như là không có nhưng thế tử có thể nghe hiểu cũng chính là có thể nghe hiểu mới khiến cho trong lòng của lão càng giật mình đối với Hứa Thành hơn. Bên trong tiệm thuốc, Linh Nhi căng thẳng, vô cùng lo lắng công yên. Đội trưởng thì kinh hãi, có chút chấn động, Nên viên hoảng sợ, trái tim không ngừng đập nhanh. Ngô Kiếm Vũ tìm bờ mịt, không biết ra làm sao cả. Thế tử đã đi đến nhà sau, khoanh chân ngồi ở phía trước Hứa Thành, nhìn không rời mắt thần sắc của lão nhiều lần phức tạp giờ tay phải lên mấy lần buồn đánh gãy cảm ngộ của hứa thành nhưng mà cuối cùng vẫn kiềm chế xuống thiếu tứ này hắn đang cảm ngộ cấm kỵ của vọng cổ thứ không thể thấy không thể kể cũng không thể nhắc ta ta không nói cái gì mà thế từ có chút do dự cẩn thận nhớ lại sau đó liền tưởng dài lần đầu tiên lão cảm giác được tiểu từ ở trước mặt này có điểm gì đó lạ bây giờ thiên nôi cuồn cuộn ở bên ngoài vang vọng vào bên tai của thế tử đó là sự uy hiếp và cảnh cáo mãnh liệt của tiên đạo vọng cổ mỗi một cái công pháp hoàng cấp thật ra đều ẩn chứa phòng ấn của tiên đạo vọng cổ nhưng hôm đấy tả rõ ràng chỉ điểm nên cùng tồn tại và biết từ bỏ họ thế tử thở dài phật tay phòng ấn toàn bộ khí tức của hớ thành ở nơi này lại tự mình làm hộ pháp cho hắn mà bây giờ Hứa Thành vẫn đang đắm chìm ở bên trong cảm giác của mình. Dưới sự cố gắng và chấp nhất của hắn, sợi tơ màu đỏ rút cuộc từng chút từng chút một, bị hắn hoàn toàn hút ra ngoài. Lúc này, bộ dáng của kim ồ ở trước mặt của hắn đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại hai sợi tơ đang dây dưa cùng một chỗ, một màu đen và một màu tím. Tiếp đến là sợi màu tím của ta. Hứa Thành không dò dự, lập tức đi rút sợi tơ màu tím kia đau khổ trong quá trình này mang đến giống như là đang rút gân của chính mình vậy người thanh cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy nhưng trực giác của hắn rất mãnh liệt sau khi mình rút sợi tơ màu tím ra đáp án sẽ hiện ra ở ngay trước mặt mình ra dạ cho ta tâm thần hứa thành giấy lên sóng lớn toàn lực ứng phó không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu hắn hoàn toàn hút sợi tơ màu tím ra ngoài mà ngay khi sợi tơ màu tím đi ra kim mô ở trước mặt của hắn chỉ còn lại duy nhất một cái sợi tơ màu đen. Trong lúc sợi tơ này rung động lắc lư, liên tản mát ra một cỗ chấn động để cháu hư Thành cảm giác vô cùng kinh khủng. Đây là linh hồn của hư Thành chấn động, hồi tụ cảm giác lại, không ngừng phóng đại sợi tơ màu đen mình nhìn thấy, phóng đại lại phóng đại vô số lần. Đến cuối cùng, khi sợi tơ màu đen này bị phóng lớn đến vô tận, tựa như một cái thế giới chiếu vào trong cảm giác Hứa Thành, nội tâm của Hứa thành lập tức đổ vang hắn nhìn thấy sợi tơ màu đen kia cũng không phải là nối liền của một chỗ nó là do vô số khối vụn màu đen tạo thành vô số khối vụn rậm rạp vô số hội tụ lại mà ở giữa từng khối vụn cũng tồn tại tia chớp hình cung những tia chớp đó giống như là dây thừng xuyên qua vô tận những khối vụn màu đen khiến cho chúng nó sau khi thu nhỏ lại thì thoạt nhìn chỉ giống như là một sợi tơ màu đen mà hình dạng của những khối vụn này đều là bất quy tắc nếu tập hợp lại với nhau thì đây rõ ràng là một cây trường thương màu đen hắn chỉ cảm thụ một chút trong đầu tự động nổi lên một cái nhận thức bình khí cấm kỵ bình khí này có thể phá thiên có thể thủng địa có thể diệt đạo có thể sát thần tình cảnh này đã phá vỡ suy nghĩ hứa thành nổ vàng trong linh hồn của hắn cho dù như thế nào hắn cũng không ngờ rằng bên trong bản nguyên của kim ô rõ ràng tồn tại một kiện binh khí khủng bố bị vỡ thành vô số khối. Đây là bản chất công pháp hoàng cấp sao? Đây là bản chất của kim ô sao? Vậy không phải từng bộ phận công pháp hoàng cấp, trên thực tế cũng đều là như vậy sao? Cụ phòng ngấn loại binh khí khủng bố thế này, là ai phòng ngấn? Thiên đạo sao? Tại sao lại phòng ngấn? Những thứ binh khí cấm kỵ này, chủ nhân của chúng là ai? Nếu như thế, tại sao lại để cho người ta tu hành công pháp hoàng cấp? Chẳng lẽ nói công pháp hoàng cấp Bản chất chính là khiến người ta từng bước từng bước một Sửa chữa hồi phục lại binh khí cấm kỵ Cho đến cuối cùng nắm nó trong tay sau Đại lục vọng cổ Đến cuối cùng còn bao nhiêu bí ẩn Thân thể của hơi thành chấn động mãnh liệt Ý thức chợt cuốn ngược lại Theo hắn thu hồi cảm giác Sợi tơ màu tím lập tức dung nhập Tiếp theo là sợi tơ màu đỏ Sau đó là những sợi tơ khác Lần lượt bị hắn chia lìa cũng hợp về trong khoảnh khắc, đống tơ vò lại tái hiện, bao phủ tất cả bí ẩn vào bên trong. Sau đó kim ô hình thành huyết nhục, dần dần biến ảo đường nét kim ô, lồng vũ khôi phục, Hoa diễm bùng phát, sóng nhiệt đập vào mặt, thân thể hứa thành các bản năng hướng về phía sau, hai mắt bỗng nhiên mở ra phun ra máu tươi, hô hấp trở nên dồn dập chưa từng có. Ngay khi mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn trông thấy chính là ở trước mặt, chẳng biết thế tử đã từ lúc nào xuất hiện ở đó không đợi hứa thành nói gì thư tử bỗng nhiên nói rằng không nên nói không nên hỏi hứa thành tim đập nhanh trong mắt trước đồng sau một lúc lâu hắn dẹp loạn một chút nhìn bốn phía và cảm giác được chấn động của nơi này cũng cảm nhận được bên ngoài nổ vang cuối cùng hắn nhìn về phía thế tử nhẹ gật đầu lấy ra hạt trầu của hắc đồng thượng nhân đưa tới tiền bối vật này ta không cần nữa ta không đánh lại được hắc đồng cô không muốn kim ô bị nuốt quan trọng nhất là ta đã tìm ra được đạo của kim ô người đúng là không cần nữa thế tử lặng lẽ tiếp nhận về mặt phức tạp nhìn qua hứa thành lúc này lão cảm nhận rõ ràng được kim ô trong cơ thể hứa thành nhiều hơn một vòng cảm giác sắc bén trước kia chưa bao giờ có mơ hồ trong đó hình thái của nó giống như đang thay đổi dường như hóa thành một cái trường thường đây chính là đòn sát thủ từ nguyên anh kim mô của hứa thành đa tạ tiền bối chỉ điểm để cho ta lĩnh ngộ sâu hơn hứa thành thở sâu miệng cưỡng đứng lên cúi đầu về phía thế tử hắn rất cảm kích nếu không phải lời nói khi đó của thế tử thì hắn không thể nào lĩnh ngộ được sâu sắc như vậy thế tử bỗng nhiên mở miệng nói sư tôn của ngươi trước kia cũng đã chỉ điểm qua cho ngươi như vậy sao đúng vậy hứa thành kinh ngạc không biết tại sao đối phương lại hỏi như thế vì vậy gật đầu Thế tử trầm mặc sau một lúc lâu thở dài. Sự tôn của người không dễ dàng gì. Chương 615, bố cục của thế tử. Thế tử thổn thức, sau đó rời khỏi sau nhà. Lão cần một vài thời gian để thích ứng với ngộ tính không thể tưởng tượng được này của Hứa Thành. Theo Hứa Thành thức tỉnh, lôi đình ở bên ngoài thiên địa u ám của khổ sinh sơn mạch cũng tiêu tán, loại cảm giác áp bách cũng một lần nữa dần dần tản đi. Chuyện này dẫn tới khổ sinh sơn mạch chấn động không nhỏ Vô số suy đoán theo đó cũng dựng lên Nhưng ngoại trừ những người ở bên trong tiệm thuốc Thì không có ai biết được tất cả đầu nguồn của việc này Đều đến từ hứa thành Hứa thành cũng là sau đó mới biết được việc phát sinh Trong khi hắn bế quan Trong lòng của hắn vẫn còn dâng lên nỗi khiếp sợ Đồng thời cũng lại càng tôn kính sâu hơn đối với thế tử Chỉ là chỉ điểm một lần Đáp để cho ta hiểu ra những thứ này uẩn thần quả nhiên là uẩn thần vừa thành cảm khái trong lòng sau đó bắt đầu cuộc sống vừa khôi phục thương thế của bản thân vừa nhiều lần ra ngoài thích ứng với đòn sát thủ của kim ô cứ như vậy thời gian trôi qua nửa tháng sau buổi trưa ngày hôm nay trong một chỗ học cốc thân ảnh hứa thành lập tức từ xa xa bay đến sau khi đi vào trong học cốc theo bản năng hắn quan sát khắp nơi xác định không có gì đáng ngại hạp cốc này cách thổ thành không xa những ngày này hứa thành thường xuyên kiểm tra đòn sát thủ kim ô của chính mình địa điểm mỗi một lần đều là không giống nhau lần này chính là lựa chọn ở nơi đây đòn sát thủ của kim ô của án uy lực quá mất kinh người thời điểm triển khai khi thế ngập trời và lại hơi không khống chế tốt một chút thì sẽ giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương một tia ý thức bộc phát ngày tiếp theo kim ô ảm đạm thậm chí còn có một lần Kim Mô xém chút nữa thì trực tiếp bị héo rũ mà tàn vỡ. Vì vậy hứa thành cần phải một lần nữa điều chỉnh rất nhỏ, thử nghiệm triển khai đòn sát thủ của nó, cố định ở biên giới Kim Mô có thể thừa nhận. Ta điều chỉnh mười mấy lần, lần này hẳn là có thể được rồi. Hứa thành thở sâu, cởi quần áo của mình cất kỹ, chỉ để lại một cái quần ngắn. Nhìn thân thể trụi lùi, sắp mặt hứa thành lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mỗi một lần đều là như vậy về sau phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Hứa Thành thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt suy tư một lát, sau khi nhiều lần xác minh trong đầu, bỗng nhiên, hắn mở ra hai mắt toát ra tinh mang, giờ tay phải lên bấm niệm pháo quyết, một cỗ khí tức kinh người lập tức ầm ầm bùng phát từ trên người của hắn. Toàn bộ phía sau lưng của hắn hiển nhiên lộ ra đồ đằng kim ô, không ngừng di chuyển lan tràn tới nửa trên ngồi hứa thành. Kim ô bên trong đồ đằng có đủ linh động, Lúc này, trong khi khuếch tán, thì có từng trận khí tức kinh khủng liên tục dâng lên. Khí tức này hóa thành hỏa diễm phong bạo, quét ngang khắp nơi, khiến cho mặt đất khắp nơi lập tức cháy khô thành một mảnh. Núi đá cũng bị hòa tan, ảnh hưởng phạm vi đến cả ngàn trượng. Bên trong ngàn trượng đó, mặt đất dâng lên hòa hải. Ngay cả gió chung quanh cũng đều không thể thay thế hòa hải một chút nào. Thật giống như là sự tồn tại của hỏa diễm, độc lập với bên ngoài pháp tắc của thiên địa vậy mà trung tâm của hòa hải lúc này hứa thành đang đứng ở đây đó thân thể rút nhẹ hắn hết sức chăm chú điều khiển nguyên anh kim mô biến đổi hình dạng đây là phương pháp hắn nắm giữ trong khoảng thời gian này nếu như thay đổi hình thái ở bên ngoài vậy thì sẽ không thể khống chế được uy lực nếu như là biến hóa ở trên thân thể của mình thì tất cả sẽ có thể tốt hơn không ít vì vậy dưới sự khống chế của hắn đồ đằng chạy ở trên người hắn càng ngày càng nhanh đến cuối cùng gần như không nhìn thấy rõ hình thái chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có hư ảnh của một thanh trường thương màu đen đang hình thành mặc dù vẫn là mơ hồ có thể thấy được đại khái nhưng mà ngay khi hư ảnh trường thương màu đen xuất hiện khí tức kinh người so với trước còn khủng bố hơn ngập trời dựng lên ở trên người hứa thành thời khắc này hứa thành không có sử dụng năng lực nào khác của kim ô ngoài sức mạnh tất cả đều là nguyên anh kim ô hình thành dưới sự đáng sợ của nó hiện ra rõ ràng còn muốn khủng bố hơn so với hứa thành toàn lực dốc ra 13 nguyên ảnh lúc trước có thể nói một thương này có thể khiến cho dưỡng đạo kinh ngạc thậm chí phải e sợ bởi vậy có thể thấy được đòn sát thủ của hứa thành kim ô là vô cùng động trời nhưng những thứ này vẫn chỉ là một tiết lực lượng của binh khí cấm kỵ ở bên trong kim ô được hứa thành hiển lộ ra ngoài mà thôi đương nhiên đây cũng là cực hạn của hắn bây giờ nhưng có thể tưởng tượng được theo tu vi hứa thành tăng lên và tiếp tục thăm dò thì tương lai nhất định có thể phóng xuất ra càng thêm nhiều hơn nữa nghĩ tới đây hứa thành chợt gần đầu giờ tay phải đặt lên ngực vị trí đó chính là chỗ huyễn hóa ra thanh trường thương màu đen hắn chợt nắm một chảo một thanh trường thương mơ hồ màu đen trực tiếp bị hứa thành túng ra từ bên trong đồ đằng trên người ngay khi xuất hiện tiền điện biến sắc đôi đình đổ vang gào thét vang vọng không ngừng. Hứa Thành bỏ qua biến động và tay phải vung lên, hư ảnh trường thương bầu đen giống như một con hắc long diệt thế, bùng phát ra ở trên người của hắn, một hơi quét ngang về chung quanh, đại địa chấn động, núi đá sụp đổ, hạp cốc lay động không ngừng, trường thương màu đen phóng lên bầu trời, nhìn như trường thương lại như kim ô, hòa diễm bốn phía bốc lên từ mặt đất cuốn theo, mà ở trên mũi thương càng có thêm một đạo phong mang thứ hai đó là đế kiếm đế kiếm được kim ô nuốt vào được gỡ thanh điều chỉnh ẩn chứa ở bên trong đòn sát thủ này bầu trời nổ vàng dấy lên vòng tròn chấn động cực lớn không ngừng bùng nổ về bốn phía lúc này hô hấp của hơi thanh trở nên dồn dập dù là hơi lảo đảo nhưng tinh thần rất tốt hắn kiểm tra một phen xác định kim ô có thể thừa nhận tiêu hào của mình cũng có thể thừa nhận trong mắt lộ ra vẻ phấn khởi muốn rời đi nhưng vào lúc này Trên bầu trời đột nhiên chuyển đến âm thanh bình tĩnh Không tệ Theo lời nói vang vọng Thân ảnh của thế tử xuất hiện trên bầu trời Bị trường thức màu đen oanh mở Bỏ qua tất cả Cất bước đi tới Theo lão tới gần Tất cả chấn động ở nơi đây cũng đều tiêu tán Không ai còn có thể chú ý tới biến hóa ở nơi này Tiên bối Thần sao cưa thành tôn kính lập tức bái kiến Đối với sự dạy bảo của thế tử Bây giờ hứa thành thật lòng khâm phục Cho dù là tạm kiếp trước đó Hay là về sau chém giết sinh tử trong thần điện Lực lượng linh hồn tăng trưởng Hay là bản chất công pháp hoàng cấp kim ô Tất cả đều nói rõ rèn luyện của thế tử đối với hắn là cực kỳ hữu hiệu Có thể nói Ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng Hứa thành đã có dấu hiệu thoát thải hoán cốt Chiến lực cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều Xem ra thương thế của người cũng khôi phục không sai biệt lắm như vậy hiện giờ chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Thế tử đi đến trước mặt hứa thành quan sát một phen, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại là tán thưởng. Tiểu tử trước mắt là một trong mấy người có ngộ tính cao nhất mà lão đã từng chứng kiến trong cả đời này. Loại ngọc thô chưa mải rũa thế này, để cho lão đích thân rèn luyện thì hứng thú cũng rất lớn. Nhưng mà nghĩ đến vấn đề một câu lúc trước của mình đưa tới, thế tử cảm thấy bản thân mình về sau nói chuyện vẫn phải chú ý nhiều một chút mới được. Nhưng trong khoảng thời gian này, quá trình lão tiêu hóa chấn động trong lòng lúc trước, vẫn còn dâng lên niềm tự ngạo. Sự tôn của tiểu tứ này nhất định mỗi một lần chỉ điểm đều vô cùng đau đầu, nhưng đây là do cấp độ quyết định, ta không giống vậy. Loại đệ tử thế này cũng chỉ có ta mới có thể dạy bảo tốt, sư tôn hắn không làm được. Thế tử nhìn qua hứa thanh, bình thản mở miệng truyền ra lời nói. Hứa thành, trước mắt người lĩnh ngộ trì điểm của ta rất tốt, lựa chọn không buông bỏ hay là thỏa hiệp đều rất hay. Tu sĩ đời chúng ta chính là phải nghênh đón loại vượt khó mà lên này, muốn chính là loại chưa từng có từ trước đến nay này. Như thế mới có thể tu hành ra một cỗ khí phách, hình thành một cỗ khí thế dám đối chiến thiên địa. Như vậy hiện giờ nguyên anh kim ô của người đã có đòn sát thủ Tiếp theo, ngươi cần nghiên cứu tầng sâu đối với nguyên anh cấm độc của ngươi một chút. Thế tử nói đến đây, trong mắt của hứa thanh lộ rất kỳ quang. Thật ra không cần thế tử yêu cầu, sau khi nếm được ngon ngọt từ nguyên anh kim ô, trong khoảng thời gian này, hứa thanh cũng đang cân nhắc tới những nguyên anh khác của mình. Đáng tiếc, nguyên anh của hắn từng cái đều là tồn tại độc lập, đều là không giống người thường, kinh nghiệm của kim ô khó có thể dùng trên nguyên anh khác, đây cũng là chỗ hứa thanh suy tư. Bấy giờ, hứa thành nghe lời nói của thế tử. Lập tức cung kính mở miệng nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Trong mắt hứa thành lộ ra vẻ trở mong nhìn qua thế tử. Nhìn ánh mắt hứa thành, thế tử nở nụ cười nói. Hứa thành, ta có thể cảm nhận được. Độc của ngươi là một loại lực lượng thần linh. Hứa thành gật đầu. Loại độc này kinh người, tiệp lực vô cùng lớn, nhưng không phải là ứng với thời đại tồn tại của ta, hẳn là xuất hiện trong năm tháng ta đang bị phòng ấn cho nên ta chưa từng thấy qua ánh mắt thế tử thâm sâu nhìn qua hứa thành nhưng ta đã thấy qua độc càng mạnh hơn so với cấm độc của ngươi thậm chí có thể nói ta đã thấy qua độc mạnh nhất ở bên trong vọng cổ đại lục có lẽ người cũng đã gặp qua trong ngôn từ thế tử ẩn chứa thầm ý hứa thành ngày đến đó thì thân thể chấn động trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn có một chút mơ hồ giống như đáp án ở ngay trước mắt nhưng lại bị sương mù che đậy không bắt được cảm nhận được suy nghĩ của hứa thành trong lòng thế tử tự ngạo bình thản mở miệng nói tiếp hứa thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn ra ngoài bầu trời u ám nhìn tân linh tàn diện giống như vĩnh hằng treo ở trên đó trong đầu hứa thành lập tức nổ vàng bản năng gần đầu nhìn màn trời xa xa mặc dù thiên mạc của đại vực tế nguyệt đen tối không giống như ngoại vực có thể thấy được rõ ràng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của thần linh tàn diện cực lớn ở bên trong thiên mạc u ám. Người nhìn đi, nửa cái khuôn mặt kia, tại sao mỗi một lần nó mở mắt ra, nơi ánh mắt nhìn tới là chúng sinh sẽ kêu rên, mặt đất bị nhìn tới sẽ biến thành cấm khu, bởi vì ánh mắt đó có độc. Như vậy, tại sao người không đi bắt trước? tại sao cấm độc của ngươi chỉ là đơn giản tràn ra còn phụ thuộc vào gió còn phải nhờ thủ đoạn những thứ này đều là hành vi của ngươi không phải là thần linh lấy tư duy của ngươi đi triển khai độc của thần tự nhiên không được ngươi phải học theo thần dùng độc của ngươi để dung nhập vào bên trong ánh mắt của ngươi nếu như ngươi có thể làm được dù chỉ là làm được một tia như vậy cấm độc của ngươi sẽ đồng cấp với kim ô xuất hiện thăng hoa nghiêng trời lệch đất hô hấp của hứa thành dồn dập lời nói của thế tử quá mức kinh người chẳng khác gì là mở ra nhận thức cho hắn lúc này giống như lôi đình đào qua trên bầu trời của hắn sẽ rách tất cả tư duy vốn có đúng vậy khi thần linh tàn diện mở mắt tất cả những chỗ nhìn tới đều nồng đậm dị chất độc này của ta từ bản chất mà nói là tương tự nếu ta cũng có thể tim của Hơ thành đập rộn lên chỉ cảm thấy suy nghĩ trong thời khắc này không ngừng bở rộng sau một lúc lâu hắn nhìn về phía thế tử trong mắt lộ ra kinh ngưỡng vô cùng mãnh liệt bố cục của đối phương tâm tính đối đãi sự vật của đối phương quyết định nhận thức của đối phương đây là thứ mà hứa thành lúc trước không thể nào có được dù hắn đã được thất gia tăng lên nhưng cũng vẫn không đạt tới trình độ cao như thế này đà tạ tiền bối hứa thành thay đổi sắc mặt quay người cúi đầu nhìn qua biểu cảm hứa thành cảm thụ nỗi lòng của hứa thành thế tử nở nụ cười trong lòng lại xuất hiện vẻ ngạo nghễ thầm suy nghĩ sư tôn của tiểu tử này cũng là như vậy chứ gì muốn giáo dục ngọc thô chưa được mài rũa bực này quả thật chỉ có mình mới làm được như vậy tiếp theo ngươi cứ cảm ngộ ở chỗ này đi nơi đây có như thích hợp nếu những ngươi cảm ngộ ba ngày vẫn chưa được thì trở lại tìm ta Thế tử nói xong, bố chỉ cấm chế duy trì hiệu lực trong ba ngày ở nơi này. Sau đó chắp tay sau lưng, thản nhiên tự nắc rửa đi. Vừa thành đứng ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt suy tư. Làm thế nào khiến cho ánh mắt ẩn chứa lực lượng của cấm độc? Hắn lầm bầm, lực lượng của cấm độc trong cơ thể âm bầm bùng đổ, tràn vào hai mắt. Hết trường 675, chư vị vừa nghe chuyện được dịch vào đọc miễn phí bởi tòa hói audio hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chữ vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.